xin chào các bạn. Hiện tại mình đang có mặt tại địa chỉ công ty mình, đó là 258 Phạm Văn Đồng, Cổ Nhuế 2, Bắc Từ Liêm, Hà Nội. Trước mặt mình đây là một đơn hàng dự án bình phun xịt thuốc chạy bằng điện, dung tích là 20 lít cho một đơn vị hợp tác xã ở trên Lai Châu. Đơn dự án cũng hơi to to của Vinmark. Bình xịt thuốc thương hiệu Dona, một thương hiệu đến từ Thái Lan. Bình xịt của Dona có 3 màu chính, đó là màu cam, màu vàng và màu xanh nước biển. Và ở đây như các bạn nhìn thấy, hai màu đó là màu vàng và màu cam. Bình được làm từ chất liệu nhựa PVC cao cấp, giúp trong quá trình mình sử dụng hóa chất sẽ không bị ăn mòn, cũng như là sẽ tránh được các cái tác nhân từ môi trường. Một bên thì đang lắp test ra và một bên thì mình đang để test tròn. Phụ kiện đi kèm, thiết kế một cái hộp để mình có thể để sạc hoặc mình có thể để các cái đầu test vào bên trong. Và bên này thì mình sẽ là nơi mà chúng ta cho hóa chất. Đây sẽ là cái rọ tác. Đi kèm theo là sẽ có cái cục sạc. Tiếp đến là có phần dây đeo vai. Có một cái cút lọc rác. Đây là bộ bếp. Ở trong cái bộ này thì mình sẽ có là bếp đơn, bếp đôi, bếp ba. Đây ạ. Và cái bếp la đang sử dụng ở trên đây nữa. Mình đang lắp vào đây rồi. Dung tích mình 20 lít. Mọi người có thể nhìn thấy đây, nhựa cực kỳ là cao cấp, rất là dày dặn. Mình có thể là để các cái bộ test này vào đây này, xong mình đậy nắp vào, để trong quá trình mà mình sử dụng mà mình có muốn thay đổi thì nó sẽ dễ dàng. Nhìn về thiết kế thì có thương hiệu Dona dập nổi ở bên phía trên, ở bên dưới sẽ thể hiện vôn kế, và ở bên cạnh này có phần giúp chúng ta giữ được cần. Phần cần này thì chúng ta có thể rút dài được hơn, kéo cần ra, kéo dài hơn ạ. Phần tay khóa mình mở van, đóng van. Trong quá trình sử dụng thì nó rất là tiện. Khi mà chúng ta muốn phun xịt ở các cái vị trí xa hơn, hoặc là những cái ngóc ngách mà mình không vào được. Thế thì đây là tổng quan về chiếc bình. Với bình Dona 20 lít này thì mình đang sử dụng ắc quy 12V. Và một lần sạc thì mọi người sẽ sạc tầm khoảng 8 tiếng, còn mọi người có thể sạc qua đêm. Và thời gian sử dụng một lần sạc như vậy thì mình có thể phun xịt được 15 bình thuốc. Với thiết kế rất là nhỏ gọn, nhẹ nhàng, giúp người sử dụng, nông dân lao động, mình sử dụng chiếc bình này rất là nhẹ và giúp cho trong quá trình sử dụng sẽ thoải mái, không gây đau mỏi, nhức vai. Một sản phẩm cực kỳ là hữu ích dành cho bà con nhà nông. Mình có thể sử dụng chiếc bình này để phun xịt hóa chất, thuốc bảo vệ thực vật cho hoa màu, cho cây trồng. Ngoài ra mọi người có thể sử dụng để phun khử khuẩn, khử trùng chuồng trại hoặc là khuôn viên xung quanh nhà cửa, cơ quan. Một sản phẩm hữu ích. Vinmark luôn luôn tự hào là một đơn vị được đông đảo các hợp tác xã, các tổ chức, các chương trình lựa chọn để đặt niềm tin vào các dự án. Nếu mà muốn biết thêm thông tin chi tiết về sản phẩm hoặc tư vấn thêm về sản phẩm thì quý vị và các bạn mình có thể liên hệ trực tiếp tới số hotline 024-3838-3456 hoặc là truy cập vào website máymocviet.vn. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình và hẹn gặp lại các bạn trong các video lần sau. Chào tạm biệt!